Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lứt sinh năm thứ nhất đăng quang Hoa Khôi báo chí 2020. Với sự thông minh và sự bình tĩnh đáng nể, sinh viên năm thứ nhất Khánh Ninh đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Bridge BLT 2020. Bridge BLT là cuộc thi thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ và nghiệp vụ của lữ sinh báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là sân chơi lành mạnh gắn kết sinh viên khối nghiệp vụ báo chí và khối lý luận trong trường, đồng thời là cơ hội để những lữ nhà báo tương lai tìm tòi rèn luyện đức tính, khả năng thể hiện bản thân cho cuộc thi sắc đẹp mang tính nghiệp vụ. Qua nhiều hoạt động tiền chung kết, các thí sinh đã thực sự trải qua và bộc lộ năng lực trong nghiệp vụ báo chí của mình, được cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ nhau và có những kinh nghiệm tuyệt vời, những kỷ niệm đáng nhớ. Cuối cùng, cuộc thi Bridge BLT 2020 đã đi đến đêm chung kết với 10 gương mặt xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nữ sinh năm thứ nhất, Nguyễn Khánh Ninh sải bước duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Lớp sắc quý phái sang trọng trong trang phục dạ hội. Khánh Ninh tự tin đưa ra câu trả lời trong phần thi ứng xử của mình. Với sức trẻ, sự thông minh và sự bình tĩnh đáng nể, Khánh Ninh đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Tại đêm chung kết, 10 thí sinh phải trải qua các phần thi áo dài, dạ hội, tài năng. Hầu hết các thí sinh năm nay đều cần tài, cần sức. Chính vì vậy, ban giám khảo đã làm việc khá căng thẳng để tìm ra ngôi vị hoa khôi xứng đáng nhất. Sau 3 phần thi, top 5 thí sinh xuất sắc đêm chung kết đã chọn ra gồm Nguyễn Linh Thu, Phạm Hạnh Nguyên, Nguyễn Khánh Ninh, Hà Vân Thảo Dương, Vũ Nguyễn Mai Ninh. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất đêm chung kết: Nguyễn Linh Thu, Phạm Hạnh Quyền, Nguyễn Khánh Ninh, Hà Vân Thảo Dương và Vũ Nguyễn Mai Ninh. Trước câu hỏi của ban giám khảo, Hoa hậu Lương Thùy Linh. Trong thời đại ngày nay, mạng xã hội đã trở nên phổ biến rộng khắp. Nếu bạn trở thành hoa khôi Bridge BLT, ngày hôm nay bạn sẽ làm gì để tuyên truyền cho mọi người cách sử dụng mạng xã hội đúng đắn? Khánh Ninh đã chia sẻ thẳng thắn rằng, nếu em trở thành hoa khôi, chắc chắn em sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đến các bạn sinh viên. Các thầy cô trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mạng xã hội có hai mặt cũng giống như báo chí, phải tuân theo pháp luật và đạo đức nhân văn. Nếu em trở thành hoa khôi, em cũng sẽ cùng với đoàn trưởng, các thầy cô trong trường sẽ tuyên truyền tới các bạn sinh viên trong trường cách sử dụng mạng xã hội sao cho hợp lý trên các fanpage, group hay các buổi tọa đàm. Câu trả lời bình tĩnh và đủ ý của Khánh Ninh đã giúp nữ sinh đăng quang ngôi vị cao nhất đêm chung kết. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.